Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cảnh thị kim cương đen. Cây này hàng mini mới khai thác về nhà mình nha. Cây này cực kỳ già luôn, rất là duyên nha. Hàng bạn trà. Cây này có mã là 293 nha. Có tổng hoành em đo 50. Cây cao tầm 25 tới đỉnh nha. Đang nằm cái bộ ươm 20. Rồi cây này thì em giao lưu là 400 nha. Bao ship nhà mình luôn. Rồi nhà mình về sưu tầm nha. Này, cây cực kỳ duyên luôn nha. Rất là già cây. Cây này hàng mới khai thác về, mới lên cái bầu ươm luôn. Về nhà mình có thể mình lên chậu mới cho nó mình nuôi luôn nha. Mình để trong mát thôi nha. Nó khỏe cây nha. Này, lũ này. Siêu già luôn. Này, đây là mấy đầu sống nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Đây, cái đường lũ chảy nè. Cây cực kỳ già. Rất là duyên nha. Rồi nhà mình xem tham khảo, nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn, ủng hộ em Út luôn nha, xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 293 nha. Giao lưu nhanh là 400 nha, em bao ship nha mình. Rồi em xin qua cái này luôn nha.